Xin chào các bạn, mình là Nam E đến từ diễn đàn kinh tế.vn. Hôm nay mình có trên tay cái này, đây là cái bao bảo vệ của cái tai nghe AirPods. Và điều đặc biệt là cái bao này ngoài chức năng bảo vệ cái tai nghe thì nó còn kiêm cái hộp sạc không dây. Tức là các bạn gắn tai nghe AirPods vào bên trong đây và cái tai nghe AirPods của bạn có khả năng sạc không dây. Như các bạn cũng biết là Apple đã từng giới thiệu họ sẽ sản xuất một cái hộp đựng tai nghe AirPods và có chức năng sạc không dây. Mình không rõ là họ sẽ sử dụng cái công nghệ sạc không dây nào. Còn cái này thì các bạn không cần phải mua của Apple nữa. Các bạn mua những cái bao không dây như thế này. Đây là những cái có rất nhiều màu khác nhau. Cái bản mình đang cầm trên tay là bản prototype thôi, tức là bản mẫu, không phải là bản hoàn thiện chính thức. Và mình đã được 2Q cho mình mượn. Cái này nó sử dụng chuẩn sạc chi, tức là các bạn có thể sử dụng với bất kỳ cái bàn sạc nào mà sạc chi là được. Ví dụ như cái fast charge này của Samsung hoặc là rất nhiều hãng khác, Morphe, rồi Belkin đều có những cái bàn sạc chi và các bạn gắn vào. Đây là cái bao, các bạn bỏ vào đơn giản, tai nghe của mình nè, nắp phía trước, nhét vào. Rất là nhanh, rồi đẩy phần trên lại là xong rồi. Khó rớt ra ngoài, tại vì nó bằng silicon mềm mà, đeo vô thì làm sao mà rớt ra được, rất là rít. Muốn lấy nó ra, các bạn mở nắp trên ra nè, và phía dưới chỗ hai cái này nó chừa, bên trong có khung nhựa và chỗ này thì không có khung nhựa, bóp vào lấy ra được thôi. Nhanh, rất là nhanh. Nhưng mình nghĩ đeo vào thì cũng chẳng có lý do gì mà khiến mình lấy ra cả, bởi vì nó sạc không dây rồi mà, đeo vô thì cứ để vậy luôn thôi. Như vậy là cái tai nghe AirPods của bạn bây giờ đã có chức năng sạc không dây, và các bạn để lên trên đế sạc đó, đèn sáng, cái này đang sạc. Mình thấy tốc độ sạc cũng rất là nhanh, hồi nãy mình thử thì trong vòng 3 phút là sạc được 5% rồi. Thực tế là tốc độ sạc nhanh như vậy là do cục pin bên trong cái tai nghe AirPods nó cũng không có lớn, cục pin dung lượng nhỏ thôi, cho nên là tốc độ sạc nhanh cũng không có gì khó hiểu lắm. Như mình thì một tuần mình chỉ sạc 3 lần thôi rồi quên lẫn luôn, thì bây giờ có thêm cái bao không dây này càng tiện hơn nữa. Đi về chỉ cần gác lên trên này là đó, đã sạc rồi, mình không cần phải quan tâm lắm tới việc phải cắm sạc nữa. Cái bao này làm bằng nhựa silicon mềm và hiện nay thì có rất là nhiều màu cho các bạn lựa chọn. Các bạn có thể lên trên trang Kickstarter, họ đang cho các bạn đặt hàng. Mình xem thì hình như là cái mức đặt hàng thấp nhất là khoảng $15 Mỹ á, là các bạn có thể đặt mua được rồi. Và có nhiều gói, ví dụ như $25 hay $35 gì đó là các bạn được hai cái. Hiện nay thì chỉ có những cái phiên bản làm bằng silicon thôi. Và nếu như mình đang nghĩ là nếu như khắc tên phối hợp với cái này làm thêm phiên bản da nữa sẽ tốt hơn nữa, sẽ đẹp hơn. Cái này là bằng nhựa phía sau nè, có cái chỗ đó các bạn móc thay dây đeo. Mình xem trên Kickstarter thì cái bộ các bạn mua sẽ đi kèm theo sợi dây đeo cổ. Cái này là sợi dây đeo khắc tên của mình tự đeo vào. Do cái này là bản mẫu thôi cho nên mình cũng không có bình luận gì nhiều về cái mức độ hoàn thiện. Trước mắt thì mình thấy là nó hoạt động ổn, sạc nhanh, sạc vào, cắm cái tai nghe vào thì thấy nhẹ nhàng. Tức là chứng tỏ là cái cổng sạc nó cũng trơn tru chứ không phải là sần sùi như những cái sạc lô. Đây là cái bao bảo vệ kim sạc không dây dành cho tai nghe AirPods của Apple. Cái bao này tên là AirPlus do 2Q sản xuất. Cảm ơn các bạn, mình là Nam E ở diễn đàn kinh tế.vn.